Hello, vâng, chào mừng anh chị cùng quay trở lại với Ichiboku Club. Em là Thương, ITP. Hôm nay là thứ ba, ngày 20 tháng 6. Em Thương sẽ cùng anh chị tổng kết lại thị trường phiên giao dịch ngày hôm nay. Điều gì anh chị cần phải chú ý cho phiên giao dịch ngày mai, cũng như là những cái cổ phiếu mà chúng ta cần quan tâm khi mà thị trường nó đã có tín hiệu phục hồi ngược trở lại trong các phiên giao dịch ngày hôm nay, anh chị nhé. Trước khi vào phần phân tích cụ thể về các cổ phiếu, em sẽ view nhanh về thị trường cũng như là về chỉ số VN-Index để giúp anh chị có thể có cái nhìn nó tổng quan hơn, anh chị nhé. Kết thúc phiên giao dịch ngày hôm nay, VN-Index đã đóng cửa ở mốc là 1.111.72 điểm, tăng đâu đó là 6.32 điểm, anh chị ạ. Trong phiên giao dịch ngày hôm nay, lúc thấp nhất thị trường đã xuống tới mốc là 1.110.2, anh chị ạ, 1.102 điểm, khá là thấp luôn, anh chị nhé, trong phiên ngày hôm nay. Và lúc cao nhất nó đã lên tới cái mốc là 1.112. Tức là sao anh chị? Cái biên độ dao động của VN-Index hôm nay khá lớn, đâu đó khoảng 10 điểm cơ chị ạ. Rồi, chúng ta để ý thêm một chút nữa này anh chị này. Anh chị nhìn này. Tổng cái khối lượng khớp á, tổng cái khối lượng khớp trực tiếp ở trên sàn á, là 593 triệu cổ, và giá trị thỏa thuận hôm nay khá lớn luôn anh chị nhá. 102.58 triệu cổ, và tổng cái khối lượng của nguyên cái ngày hôm nay là 695.589 triệu đơn vị, và giá trị giao dịch là 13.600 tỷ, là tương đối thôi, nó khá thấp hơn so với rất nhiều phiên giao dịch gần đây anh chị nhé. Rồi, chúng ta cùng điểm qua này. Anh chị nhìn thấy điều gì đặc biệt ở trên khung đồ thị H1? Xu hướng nó vẫn đang là một cái xu hướng không rõ ràng anh chị ạ. Một trạng thái thì vẫn đang là một trạng thái tích lũy khách sạn. Góc nhìn của em về H1 sáng ngày mai chị nhé, có khả năng rất cao luôn VN-Index sẽ mở một cái gap bay lên vùng 1.115 điểm. Thì khi mà bay lên vùng này, nếu mà trụ được cho tới mấy giờ chị? Trụ được cho tới mấy giờ chị? Một ngày chúng ta sẽ có 5 nến đấy chị ạ. Nếu mà thị trường nó trụ được cho tới đầu giờ chiều, tức là anh chị có mấy nến, thì 9 giờ tới 10 giờ là một nến đấy chị ạ. 10 giờ tới 11 giờ là một nến. Từ 11 giờ đi sang 1 giờ sẽ là một nến nữa, thì đồng nghĩa việc là 3 nến anh chị ạ. Tức là sao? Tức là qua đầu giờ chiều ngày mai, nếu mà VN-Index đóng cửa được trên mốc 1.115 điểm, thì gần như là thị trường sẽ xác nhận một cái đợt tăng giá sắp tới. Nhưng anh chị ơi, không đủ dài anh chị nhé. Tại vì một ngày chúng ta sẽ có 5 nến anh chị ạ, và sẽ hoàn toàn sẽ là cái điểm rủi ro cực kỳ lớn. Đối với chị giao dịch ngắn hạn trong giai đoạn này, góc nhìn của em là không ok, không phù hợp để chị tham gia. Nhưng dài hạn và trung hạn có thể theo dõi được rồi anh chị nhé. Chúng ta điểm qua về khung daily, xu hướng vẫn đang là một xu hướng tăng, một trạng thái thì vẫn đang là một trạng thái tích lũy tương đối lỏng anh chị, tương đối lỏng ở trong phiên giao dịch này. Và gần như là VN-Index đang muốn xác nhận cái vùng đáy ngắn hạn ở đâu đây. Nhưng anh chị ơi, một phiên thì không thể nói lên được điều gì cả, nên chúng ta vẫn cần phải theo dõi thêm để có cái hành động cụ thể hơn anh chị nhé. Thanh khoản mà nó trở lại thấp như thế này là hoàn toàn một cái dấu hiệu dòng tiền đang quay trở lại tương đối yếu ở trên thị trường anh chị ạ. Rồi, chúng ta cùng điểm qua này những cái nhóm cổ phiếu đang tác động chính tới rổ VN-Index. Đây, anh chị nhìn này, dòng tiền này, số mã tăng giá 298, giảm 127 và không đổi là 61 mã. Những cái cổ phiếu mà tác động chính đó là GVR này, CTG, GAT, Hòa Phát, MWG này, BCM, Novaland, Masan là những cổ phiếu tăng điểm tốt. Nhưng anh chị để ý dùm em này, để ý dùm em này, VCB hôm nay giảm rất mạnh, SAB, Vinamilk, VIC, SHB, VGC, QCG, PGV là những cổ phiếu giảm điểm trong cái phiên giao dịch này. Vậy lý do vì sao những cái cổ phiếu này lại giảm điểm? Và anh cả VCB đang có vấn đề gì mà lại giảm điểm mạnh như vậy? Nó kéo thị trường đi xuống ác liệt như vậy anh chị. Chúng ta phải cần để ý hết sức vào dấu hiệu thị trường nó đang muốn nhắn gửi đến chúng ta điều gì, để anh chị có được cái vị thế giao dịch tốt hơn trong cái giai đoạn sắp tới anh chị nhé. Rồi, anh chị nhìn này, giao dịch khối ngoại vẫn là điểm trừ anh chị nhé. Ngày hôm nay nó bán ra đâu đó 409 tỷ. Tự doanh thì sao? Tự doanh cái số liệu này của ngày hôm qua anh chị, nó bán rất khỏe luôn. Những cái rổ chứng chỉ quỹ nó mua trong giai đoạn trước đó này, nó bán rất khỏe luôn anh chị ạ. Thanh khoản vẫn là một cái điểm mà chúng ta cần phải chú ý. Càng ngày thanh khoản càng kéo top, thị trường đang muốn nói với chúng ta điều gì? Đó là rủi ro trong vùng ngắn hạn anh chị ạ. Lưu ý dùm em là như vậy anh chị nhé. Hà Nội Index này, Hà Nội Index này, anh chị nhìn này, sẽ dễ dàng nhận thấy hơn này. Ở Hà Nội Index này, dòng tiền tăng giá là 119, giảm là 56 mã và không đổi là 61 mã. Những cái cổ phiếu mà tác động chính này, DTK, SHS này, DNP, Shell, Hút, IDC, PVS, PVI là những cổ phiếu tăng điểm rất tốt. Ở chiều giảm điểm này, DDG, SCG, T,
TPP, IPA, VIT này, API, IDG và PRE là những cổ phiếu giảm điểm trong cái phiên giao dịch ngày hôm nay anh chị ạ. Và anh chị dễ dàng nhận thấy luôn ở trên Hà Nội có điều gì đặc biệt. Dòng Penny và đầu cơ hôm nay bất ngờ sống lại trong phiên chiều, nên đây có thể là một cái tín hiệu báo hiệu cho cái đà tăng giá của Hà Nội Index ở nhịp này là chưa thật sự vững vàng anh chị nhé. Rồi, giao dịch của khối ngoại cũng là điểm trừ, họ bán ra khá khỏe IDC, PVS, mua vào SHS thôi anh chị ạ. Tự doanh ngày hôm qua này nó mua vào HTP. Thanh khoản, anh chị nhìn thấy đây, thanh khoản như thế này thì làm sao mà chúng ta có thể yên tâm mà giải ngân được anh chị? Rất thấp luôn, tiền chưa vào chị ạ, nên là giai đoạn này chúng ta phải hết sức thận trọng. Khi mà tổng khối lượng nguyên một ngày này nhé, nó chỉ có đâu đó gần 81 triệu cổ thôi và giá trị giao dịch là 345 tỷ là rất thấp rồi. Chúng ta phải cần theo dõi diễn biến ở trên sàn Hà Nội anh chị ạ. Rồi, điểm nhanh những diễn biến của sàn Upcom này. Upcom ngày hôm nay cũng đóng cửa ở trong sắc xanh. Số mã tăng giá là 168, giảm là 109 và không đổi là 78 mã. Những cái cổ phiếu mà tác động chính này, VGI này, BSR này, XDC này, QNS này, PGB này, GEE này, VTP, ACV là những cổ phiếu tăng điểm tốt nhất. Cổ phiếu giảm điểm là MSR này, TTD này, SHB này, SBH xin lỗi chị, PHS này, SNZ này, VFC này, VNZ này, DNH là những cổ phiếu giảm điểm trong cái phiên giao dịch này. Giao dịch khối ngoại là điểm trừ khi họ bán tiếp tục ra Viettel Post và ship anh chị nhé. Tự doanh ngày hôm qua họ cũng bán dòng ra QNS này. Thanh khoản anh chị nhìn thấy điều gì đặc biệt? Anh chị nhìn thấy điều gì đặc biệt? Ngày hôm qua ở trên Upcom nhé, thanh khoản nó khá là tệ. Nhưng mà ngày hôm nay này gần như là một phiên bùng nổ trên Upcom chị ạ. Khi tổng khối lượng đâu đó là 78.3 triệu cổ và cái giá trị giao dịch rất lâu rồi Upcom mới có cái phiên giao dịch hơn 1.100 tỷ như thế này. Điều đó báo hiệu cái gì? Dòng tiền đang hướng về những cổ phiếu đầu cơ ở trên Upcom chị ạ. Nên chúng ta phải hết sức thận trọng. Rồi, VN30 hiện tại đã đóng cửa phiên giao dịch ngày hôm nay ở trong sắc xanh, tăng đâu đó là 5.53 điểm, 1.104.27 điểm, khá là đẹp. Nhưng mà VN30 F1M nhé, tăng rất nhẹ luôn, chỉ có 3.5 điểm thôi và đóng cửa đúng 1.100 điểm. Đấy chị ạ, nó vẫn thấp hơn cơ sở này chị, phái sinh đang tăng chậm hơn cơ sở. Rồi, chúng ta điểm qua những cái yếu tố ngành nghề. Ngành nghề thì hầu như là thị trường trở lại thì hầu như tất cả các nhóm ngành nghề nó đều tăng điểm trở lại. Nhưng mà vấn đề quan trọng là chúng ta cần phải vin vào đâu và giữ kiện nào cho anh chị có thể tham gia những dòng cổ phiếu nào ở trong giai đoạn này anh chị ạ. Lưu ý giùm em là như vậy. Giai đoạn này là giai đoạn mà chúng ta có một vị thế tốt cho nhà đầu tư chung và dài hạn thôi, còn những anh chị giao dịch trading trong ngắn hạn thì giai đoạn này vẫn chưa tham gia được đâu anh chị nhá. Chú ý giùm em. Giai đoạn gần đây thì em thường nhận thấy rằng là thị trường nó đang ở trong cái vùng tương đối là thận trọng rồi. Anh chị nhìn này, tăng là tăng hết và giảm là cũng giảm hết. Hôm nay thì vật liệu cơ bản chắc là dòng thép thôi, dòng thép và dòng phân bón đấy. Hôm nay tăng điểm trở lại khá tốt này, nhưng mà dòng tiền đang rút ra. Một phiên thì không nói lên điều gì đâu anh chị ạ. Một phiên thì không làm được gì cả. Nhưng vấn đề quan trọng hơn cả là dòng tiền như thế này thì chúng ta cũng không việc gì phải vội vàng cả chị ạ. Cần phải có một kế hoạch hành động cụ thể hơn. Chứ giai đoạn này mà mua đuổi là cực kỳ rủi ro chị ạ, cực kỳ rủi ro. Anh chị nhìn này, con A này, à GVR hôm nay tăng rất tốt luôn, gần tím luôn. DCM cũng rất tốt này. DGC, TSC, A BS này, rồi Đạm Phú Mỹ này, DAG, QBS này cũng khá là hấp dẫn đấy chị, nhưng mà không có điểm mua đâu chị, giai đoạn này thì chúng ta không mua được. Này, dòng thép này, dòng thép thì khá là ok, kim loại công nghiệp thì đang ok hơn, nhưng vấn đề quan trọng ở giai đoạn này thì em không đánh giá cao dòng thép và em zoom của em hiện tại là không có cổ phiếu nào thép anh chị nhá. Hòa Phát, Hòa Sen, Nam Kim và VGS chính là cái tên mà đáng chú ý nhất của nhóm ngành này. Rồi chúng ta nhìn lại thêm những cái gì nữa anh chị, đó là dòng tài chính đang là dòng thu hút tiền nhiều nhất. Nhưng mà tài chính thì tiền đã chuyển qua vùng suy yếu rồi, thì giai đoạn này khả năng là sẽ một nhịp rung lắc khá sâu đấy chị nhá. Công ty chứng khoán này vẫn tăng điểm tốt, thì hôm nay vẫn có điểm mua của cổ phiếu SSI chị nhá. SSI này, VND, SHS đều có điểm mua trong ngày hôm nay. Bên cạnh đó chị có thể để ý thêm là VX này, VCI cũng khá đẹp, HCM này, APS này. APS hôm nay đã cứu được giải cứu rồi, cũng hy vọng rằng là nó sẽ trở lại sớm để chị có thể về bờ thôi anh chị ạ. Rồi, bất động sản thì hôm nay thì phần lớn là những cái tên nhỏ thôi. Giai đoạn này thì không nên đánh bất động sản Penny. Hãy tập trung vào cái gì chị? Những cổ phiếu có điểm cơ bản thì em nghĩ là sẽ hay hơn trong cái giai đoạn này nếu mà chị tham gia. Muốn an toàn thì chị nhá. Đây này, sao không đầu tư vào con Nam Long, con Nam Từ Liêm này, khá đẹp này. Rồi Nam Long này, rồi còn gì nữa chị? Rất nhiều cổ phiếu đang có điểm mua rất tốt luôn ở trong giai đoạn này mà chị không mua. Lại đi mua những cổ phiếu mà đầu cơ siêu đảng ở giai đoạn này là hoàn toàn là rủi ro rồi anh chị ạ. Rồi, chúng ta sẽ đi nhanh về nhận định một vài những cổ phiếu mà room em thương đang có để cho những chị nào mà đã mua theo em thì có thể có được góc nhìn tốt hơn này. Đầu tiên
đó là cổ phiếu trong room đang có là cổ phiếu gì anh chị? GEG, GEG chị, GEG. Đây này, con cổ phiếu này em cũng trao đổi luôn với chị là em đã mua lần một ở vùng giá là 16.8. Vùng giá lần 2 em đã tham gia ở vùng 16.3 và em đang chờ mua 40% còn lại ở vùng giá 15.8. Đặt bao nhiêu lần mà vẫn chưa khớp anh chị ạ. Em tưởng hôm nay nó sập để em mua mà vẫn không khớp. Hiện tại này, đối với GEG nhá, xu hướng trong ngắn hạn nó vẫn đang là một xu hướng tăng, một trạng thái tích lũy khách sạn. Con cổ phiếu này bèo nhất thì chúng ta hồi vốn anh chị ạ, bèo nhất là chúng ta hồi vốn. 16.5 là em đã thương đã hồi vốn rồi. Nhưng anh chị ơi, em không bán đâu. Em không bán và con này ít nhất giá 18 em mới bán, không có 18 quên đi em không bán. Nên là giai đoạn này đã mua theo em thì cứ bình tĩnh thôi, chờ thôi chị nhá. Rồi MBS này cũng khá là ok mà anh chị. Xu hướng vẫn đang là một xu hướng tăng, một trạng thái tích lũy cho một xu hướng tăng. Dại gì mà bán ở giai đoạn này anh chị? Bán để làm cái gì? Giai đoạn này góc nhìn của em như con MBS 21.8 mới bán. Tín thì chúng ta bán, còn chưa tín thì cứ bình tĩnh chờ thôi anh chị ạ. Rồi CKG này. Đây, CKG. Xu hướng vẫn đang là một xu hướng tăng, một trạng thái tích lũy lại ngược trở lại rồi. Góc nhìn của em như con CKG vẫn tiếp tục nắm giữ được và chưa vi phạm, chúng ta chưa bán đối với CKG anh chị ạ. Chúng ta còn có gì nữa anh chị? VTO này. VTO này cũng là một cổ phiếu trong room đang có. Em vẫn đang nắm giữ VTO, em chưa bán mà anh chị, em chưa bán. Khi nào em bán nó sẽ báo với anh chị. Con này em đã ăn cổ tức rồi và tiền cổ tức khi nào về thì em mới có tín hiệu tiếp. Đối với VTO còn điều chỉnh mất vùng 8.4 thì buộc phải cắt, còn nếu không mất vùng 8.4 vẫn cho nó một cơ hội nắm giữ thêm anh chị nhá. Rồi, chúng ta còn có gì nữa chị? Chúng ta còn có gì nữa? Đây, còn có CTG này. Này, xu hướng là cái gì chị? Nó vẫn đang là một cái xu hướng chưa rõ ràng nhưng một cái trạng thái thì đang là một trạng thái tích lũy rất chặt rồi. Con CKG điểm mua ở vùng giá 28.8, rất nhiều lần nó đã ở vùng này rồi. Nếu chị bây giờ còn báo với em là chưa có hàng CTG là một điểm thiệt thòi rồi anh chị ạ. Tại vì sao? Tại vì là điểm mua em đã báo thì anh chị cứ phải chủ động thôi chị ạ. Mình cứ phải là chủ động. Thì vì điểm mua chúng ta đã có rồi, ta đã thống nhất với nhau rồi về cái việc cùng mua và cùng bán anh chị ạ. Thì ở giai đoạn này thì khi mà thị trường nó tương đối đẹp ở những mã cổ phiếu đơn lẻ thì sao, thì chúng ta mạnh dạn mua vào thôi chị. Mình cần gì phải chờ đâu chị, không cần phải chờ và cũng không cần phải hỏi ý kiến ai chị ạ. Mình phải tự tin phân tích được cổ phiếu và nhận định đúng với thị trường thì chúng ta cứ mạnh dạn tham gia thôi, chứ giai đoạn này có gì đâu phải suy nghĩ chị. CTG là cổ phiếu rất tốt rồi, rất tốt rồi. Giai đoạn này thì cứ mạnh dạn nắm giữ chị nhá. Bây giờ đang lời mà, đang lời nhẹ, mình có gì đâu phải lo lắng đấy chị. Rồi đây là những cổ phiếu mà room em thường đang có. Em có view thêm cho chị một vài cổ phiếu có điểm mua ngày hôm qua, đó là cổ phiếu DCM này. Hôm qua rất nhiều chị nếu mà theo dõi luồng phát lại của em ấy, thì chắc chắn đã có điểm mua của con DCM này rồi. Thì hôm nay thì không mua được nữa, nhưng vẫn còn những cổ phiếu của thuộc cái gì chị, thuộc cái gì chị, thuộc vào dòng bất động sản khu công nghiệp vẫn còn để mua. Anh chị nhìn này, con KBC đây này, hôm nay này rất đẹp luôn. Ngày mai điểm mua breakout là vùng giá đúng 29 anh chị nhé. 29 là điểm mua breakout của con KBC. Anh chị cứ chờ đến phiên chiều ngày hôm nay, nếu mà nó đóng nến trên 29 mua ATC cho em vẫn được anh chị nhé. Rồi SJC này, SJC thì đợt này yếu hơn KBC. Mặc dù nó tăng nhưng mà đợt này nó yếu hơn KBC rất nhiều. Nên giai đoạn này thì SJC không mua được. Nhưng mà anh chị cần phải theo dõi có ít nhất một cổ phiếu dòng bất động sản khu công nghiệp cho em. IDC này, con IDC này có điểm mua vùng giá 42, chúng ta có thể mua trở lại đối với IDC được anh chị nhá. Đối với dòng thi công các công trình đầu tư công, anh chị chú ý vào con gì? Cụ chú ý vào con gì chị? Đó là con HHV anh chị. Đây này, HHV điểm mua chính là điểm mua ngày hôm nay là ở vùng giá là 14.5 anh chị nhá. Chính là điểm mua rất tốt rồi. Nó đã có tín hiệu breakout ở trong khung ngắn hạn rồi thì ngày mai chính là vùng cản. Thì khả năng rất cao lên đến vùng đâu đó 15.6 nó sẽ có vùng cản và quay ngược trở lại. Điều chỉnh là cơ hội để chúng ta mua đối với cổ phiếu HHV anh chị nhá. Chúng ta chú ý thêm nữa FCN nữa cũng khá hay này anh chị này. FCN khá hay này, FCN chưa break đỉnh mới nên chính vì vậy mà giai đoạn này chúng ta vẫn kỳ vọng được đối với FCN anh chị nhá. Rồi, còn có gì nữa chị? Riêng đối với dòng chứng khoán, giai đoạn này thì hầu như là rất nhiều chị đang nằm trong cái tâm thế bán thì sợ mất mà mua thì không dám mua. Đây này chị, SSI này vẫn còn điểm này. Vẫn còn điểm mua ở ngày hôm nay, nó đã kéo về vùng giá 25 là điểm mua rất tốt rồi anh chị ạ. Ở trong phiên giao dịch ngày hôm nay anh chị liều vẫn mua được. Nhưng những cái cổ phiếu như SSI này ngày mai thì khả năng về 25 là rất khó. Nếu có thì mua thôi, còn không có thì bỏ qua anh chị nhá. Rồi, chúng ta chú ý vào cái gì chị? Còn về ý cái chị, con này mới là con để mình chị có thể cược được anh chị ạ.
con này mới cược được. Nó đang quay trở lại tích lũy biên rồi. Vùng giá 11 là vùng giá chơi được anh chị ạ. 11 là chơi được rồi. Bình tĩnh mua thêm hàng cho em nếu mà chưa có hàng nhé. Còn có hàng rồi thì cứ bình tĩnh chờ chốt lời con VX này. Ít nhất từ giờ đến cuối tuần chúng ta vẫn nắm được. Không sợ, không sợ chị ạ. Chỉnh sâu mua thêm. Có gì đâu phải suy nghĩ. MBS thì nói rồi, MBS thì chúng ta đã có rồi thì không suy nghĩ nữa. CTS cũng là cổ phiếu mà chúng ta có thể theo dõi được. Nó đang có tín hiệu break out ở trên khung ngắn và chờ break đi thành công rồi chúng ta mua. Rất ok chị nhá. Rồi, trên đây là nhận định của em về những cái mã cổ phiếu mà chị đang quan tâm thôi. Còn đối với thị trường, chỉnh mạnh là chúng ta múc. Chú ý nhóm bất động sản. Nhóm gì nữa chị? Nhóm công ty chứng khoán và nhóm dầu khí cho em anh chị nhá. À, dầu khí em view luôn cho chị một con cổ phiếu mà em đang theo dõi rất chặt. Rất chặt con cổ phiếu này. À, đó là con PLC. Con cổ phiếu này giai đoạn trước em đã có ăn rồi. Giai đoạn này cứ chờ nó ở vùng giá 35. Mà cái cây này này chị này không mua được anh chị ạ. Không mua được luôn. Không mua được. Đặt 35 mà không khớp anh chị ạ. Nó chỉ có một ít thôi, nó thả neo dưới này thôi anh chị ạ. Con PLC chờ vùng giá 36. Giai đoạn này vẫn chưa được anh chị nhá. Em nghĩ là vẫn ok. Rồi, chúng ta chú ý thêm con cổ phiếu nữa thuộc vào dòng dầu khí, đó là PVS. Cũng là cổ phiếu chúng ta cần phải theo dõi ở trong nhịp này. Khá hay anh chị nhá. Rồi, trên đây là những nhận định của em và tư vấn của em về một vài mã cổ phiếu chị có thể quan tâm trong phiên giao dịch ngày mai. Nếu anh chị thấy những chia sẻ của em là hữu ích, phù hợp với khẩu vị, rủi ro cũng như khả năng quản trị của danh mục của anh chị, anh chị có thể là rời cái ID VPS để chấm thương theo cái mã là BC37 để cùng em tham và ra vào room VIP. Ở đây thì em sẽ cùng mua cùng bạn và đầu tư chung dài hạn anh chị nhé. Rồi, còn nếu anh chị cảm thấy chưa tiện, có thể là donate tăng lọc mời em thương ly cà phê theo cái số tài khoản đang chạy trên màn hình anh chị nhé. Rồi, xin chào tạm biệt anh chị. Hẹn gặp lại anh chị vào khung giờ này ngày mai anh chị nhé.